Bác sĩ Nhật Bản 105 tuổi chia sẻ 4 bí quyết sống thọ ai cũng nên học hỏi. Kính thưa quý vị, dưới đây là 4 bí quyết sống thọ của vị bác sĩ 105 tuổi người Nhật mà ai trong chúng ta cũng có thể làm được. Bác sĩ Shigeaki Hinohara là một bác sĩ và chuyên gia về tuổi thọ người Nhật Bản. Ông qua đời vào năm 2017, hưởng thọ 105 tuổi. Bác sĩ Hinohara đã được biết tới nhiều nhất qua cuốn sách Sống lâu, sống khỏe. Trong cuốn sách, bác sĩ Hinohara đã đưa ra rất nhiều lời khuyên giúp mọi người sống thọ và khỏe mạnh. Dưới đây là 4 bí quyết sống thọ được đúc kết từ bản thân bác sĩ Hinohara. 1. Đừng nghỉ hưu sớm. Được biết, tuổi nghỉ hưu trung bình ở Mỹ luôn dao động ở mức 65. Trong những năm gần đây, nhiều người đã coi độc lập tài chính và nghỉ hưu sớm như đích tới cuối cùng. Nhưng bác sĩ Hinohara lại nhìn mọi thứ theo một cách khác. Việc nghỉ hưu là điều không cần thiết, nhưng nếu muốn nghỉ hưu thì phải muộn hơn rất nhiều so với tuổi 65. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2009. Độ tuổi nghỉ hưu hiện tại 65 tuổi được quy định cách đây nửa thế kỷ, khi mà tuổi thọ trung bình ở Nhật Bản là 68 tuổi và chỉ có 125 người Nhật trên 100 tuổi. Bác sĩ Hinohara cho biết thêm, ngày nay thì mọi người đang sống lâu hơn rất nhiều. Ví dụ, tuổi thọ ở Hoa Kỳ vào năm 2022 là 78,93 tuổi, tăng 0,08% so với năm 2019. Vì vậy, chúng ta có thể cân nhắc nghỉ hưu muộn hơn so với trước đây. Tất nhiên, bác sĩ Hinohara đã thực hành những điều mình đã nói. Theo đó, vài tháng trước khi qua đời, ông vẫn tiếp tục điều trị cho các bệnh nhân. Ông luôn giữ một cuốn sổ ghi chép lịch hẹn và làm việc lên tới 18 giờ một ngày. 2. Đi cầu thang bộ và kiểm soát cân nặng. Bác sĩ Hinohara nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập thể dục thường xuyên. Tôi đi hai bậc cầu thang cùng một lúc để vận động các cơ. Bác sĩ Hinohara cho biết, ngoài ra, ông thường xuyên đi công tác và giảng dạy 150 tiết học mỗi năm. Mỗi tiết học, ông thường nói trong vòng từ 60 tới 90 phút và ông ấy cho rằng làm như vậy là cách để giữ sức khỏe. Bác sĩ Hinohara cũng chỉ ra rằng những người sống lâu luôn có một điểm chung là không thừa cân. Thật vậy, béo phì được coi là một trong những yếu tố nguy cơ làm tăng tỷ lệ mắc bệnh và tử vong. Đặc biệt, chế độ ăn uống của bác sĩ Hinohara rất đặc biệt. Vào bữa sáng, tôi uống cà phê, một ly sữa và một ít nước cam với một muỗng canh dầu ô liu. Bác sĩ Hinohara cho hay, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng dầu ô liu mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe, chẳng hạn như giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Bữa trưa là sữa với một vài cái bánh quy. Bữa tối là rau, một phần nhỏ cá và cơm. Tôi cũng ăn 100 gram thịt nạc hai lần một tuần. Bác sĩ Hinohara cho biết thêm. 3. Sống có mục đích. Theo bác sĩ Hinohara, việc không có một lịch trình, kế hoạch đầy đủ là một cách khiến bạn già đi nhanh chóng và chết sớm hơn. Tất nhiên, sự bận rộn này cũng nên xuất phát từ sự chủ động, tham gia hoạt động có ích. Logic là bạn có thể bận rộn, nhưng trong tâm hồn thì vẫn cảm thấy bình thản và nhàn rỗi. Bác sĩ Hinohara đã sớm tìm ra mục đích của riêng mình. Sau khi mẹ ông từng được cứu mạng bởi một bác sĩ, ông muốn trở thành một bác sĩ. Janet Kawaguchi, một nhà báo coi bác sĩ Hinohara như một cố vấn, nói rằng ông ấy tin rằng cuộc sống này đều có sự góp mặt của tất cả mọi người. Vì vậy ông ấy có một động lực to lớn là giúp đỡ mọi người. Ông tranh thủ thức dậy vào sáng sớm và làm điều gì đó tuyệt vời cho người khác. Đây là điều giúp cho ông ấy sống khỏe mạnh. Sống lâu quả thật là một điều tuyệt vời, bác sĩ Hinohara nói trong cuộc phỏng vấn. Cho tới khi một người ở độ tuổi 60, họ vẫn có thể làm việc để phục vụ cho gia đình và đạt được mục tiêu riêng của mình. Nhưng trong những năm tháng sau này,
chúng ta nên cố gắng đóng góp cho xã hội. Từ năm 65 tuổi, tôi đã làm việc như một tình nguyện viên. Tôi vẫn dành 18 giờ mỗi ngày và 7 ngày một tuần để làm việc và trân trọng từng phút giây đó. Bác sĩ Hinohara bộc bạch. 4. Đừng sống quá nguyên tắc. Vị bác sĩ 105 tuổi người Nhật thừa nhận rằng việc tập thể dục và dinh dưỡng là hai yếu tố quyết định một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh hơn. Đồng thời, bác sĩ Hinohara khẳng định rằng chúng ta không cần phải quá ám ảnh với những nguyên tắc của riêng mình. Tất cả chúng ta đều nhớ khi còn nhỏ, chúng ta đều đã từng vui chơi tới nỗi quên ăn quên ngủ. Tôi tin rằng chúng ta có thể giữ thái độ đó khi trưởng thành. Tốt nhất là đừng nên làm cơ thể mệt mỏi với quá nhiều quy tắc. Bác sĩ Hinohara chia sẻ. Vậy hãy cứ thản nhiên mà đối mặt với nó. Đây chính là giai đoạn cuối cùng của cuộc đời. Không gì có thể khiến bạn sợ hãi cả. Chỉ cần bạn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, mọi chuyện rồi sẽ nhẹ nhàng qua đi mà thôi. Tùy thuộc vào điều kiện và sở thích, bạn có thể vào viện dưỡng lão hoặc thuê người giúp việc chăm sóc ở nhà. Nhưng có một nguyên tắc là bạn không được giày vò con cái. Bạn cũng đừng nên gây áp lực tâm lý, tạo thêm nhiều gánh nặng khác cho những đứa con của mình. Những gì có thể tự mình làm được thì bạn hãy cố gắng tự làm. Đừng để con cái phải bận lòng. Giai đoạn sau tuổi 90, hãy dựa vào chính mình. Lúc này có thể đầu óc bạn vẫn còn minh mẫn, nhưng bệnh tật lại bám riết lấy mình. Bạn đã không thể tự chăm sóc bản thân được nữa. Khi ấy bạn sẽ có đôi chút hụt hẫng, cảm thấy cuộc sống thật bế tắc. Nhưng dù thế nào, cũng vẫn phải dũng cảm đối mặt với cái chết. Hãy cứ coi như đó là sự khởi đầu một trang mới của kiếp người. Đây chỉ là kết thúc của một hành trình cũ, cũng là bước khởi đầu của một hành trình mới mà thôi. Chẳng phải một năm có bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông, vẫn luôn xoay vần như vậy hay sao? Cứ thuận theo mệnh trời, không phải quá cưỡng cầu, mong đợi người nhà chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm cách chạy chữa cho bạn. Đừng để người thân, bạn bè phải thêm nhọc lòng, phiền muộn vì bạn. Già rồi, biết trông mong vào ai đây? Câu trả lời là chính mình và vẫn là chính mình. Người Công giáo trông cậy vào ơn thánh và lòng thương xót Chúa. Thank you.